Hello, chào chào con Blay, chào chào Blood, hiểu không? Ào, thế hiểu mẹ ào cùng đứa con của nhà ha thì ba năm bước mà chơi được nè. Ôi nhé, tập đi băng đi, đi tết rồi đi gen mà Blood đang thay lại gen của. Chắc cũng nên đang tụ băng và chắc cũng có mấy dư mà ồ anh bài về viện ồ nhà ồ rõ 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 ồ xin đi tăng bài bên ồ còn ồ được bị đồ ở nhà thì mà cái không ở nhà thì cũng ơi rõ cao hơn là thành ồ thì tôi đi chả ồ bò bọn nó quay MV của họ thế luôn. Hello, buổi tuần chào cả nhà nhá. Buổi tuần chúc cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ. Thì sáng hôm nay này buổi tuần rủ A Xã băng qua ở bên ô này làm video đào con chuột nha cả nhà. Đấy, trong ba lô buổi tuần này, buổi tuần có mang theo 6 cái bẫy nên là vừa đào con chuột xong là bẫy luôn. Mà sáng mai buổi tuần đi xả qua thăm thôi cả nhà. Này, cả nhà thấy này. Giờ này là 7 giờ sáng. Chuột. Bây giờ thì buổi tuần sẽ làm cho cả nhà coi đào con chuột xem thử hôm nay có hay không nhá. Thì nếu mà đào có thì buổi tuần với xã sẽ làm con chuột nướng với mỡ ớt siêu cay. Đấy. Bây giờ thì buổi tuần với xã với cả nhà mình cùng nhau đi ha. Mong cả nhà hãy theo dõi xem thử đào có hay không ha. Bắt đầu mình đi nào. Đu đu đu. Đu đu. Đi 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 đi. Ô! Sa 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 sa, từ 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 thôi. Mút 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 mút. Ui. Buổi tuần đi xả đi cho có một đoạn thôi mà phát hiện một con chuột vô trong cái lỗ này rồi cả nhà. Ui, từ từ thôi nhá. Mút 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 mút. Mút mút. Đừng có để cho nó thoát nhá. Bây giờ tính đi, tính nha bạn ơi, kiểu nào được đi xả. Từ từ. Một con rồi. Dơ cho cả nhà coi đi xã. Đấy, một con siêu to luôn cả nhà. Trời, con chuột bên cánh đồng này nhiều lắm luôn. Ờ, dùi quá đi. Con chuột này thì mình làm nướng muối ớt siêu cay ha xã. Yes, yes. Làm muối ớt siêu cay. Có đồ ăn rồi. Mùi quá đi. Còi thứ hắn còn không? Hai con luôn. Hai con luôn. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi 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 tao. Dở quá mày. Đây đây nè, đây nè. Đi đi. Đi từ từ thôi. Đi đi. Hai con luôn. Chết rồi. Oh yeah. Hai con luôn. Một cái lỗ thôi mà hai con chột luôn. Vui quá đi. Đi coi thử vẫn còn không xả. Còn không cho. Còn không nhờ. Hút hút. Hút. Trời vui quá đi. Hết rồi hả? Có không? Con cu. Con cu hả? Một con cu. Đó. Một con cu. Con cu nhỏ cả nhà. Nè, một con cu này. A xã đào được cái lỗ bắt được con cu. Lấy luôn ha. Lấy luôn. Lấy luôn. Không tha đâu. Không tha đâu. Là tha là phí lắm.
Mất, đấy. Mất con một con cu. Đi tiếp. Thì mong là 7 sáng mai Bùi Tuấn với xã qua thăm, mong sẽ có cả nhà. Nếu mà có thì sáng mai thì sẽ làm con chuột nướng chấm với muối ớt siêu cay luôn. Đấy. Nói chung là xã nó cũng có kinh nghiệm bẫy con chuột lắm cả nhà. Nếu mà ai không có kinh nghiệm thì cả nhà đừng có làm theo nhá. Làm theo thì nếu mà nó trúng tay thì... Đó. Có đau lắm không à? Xã có đau lắm không? Bình thường chứ hả? Chứ hồi nãy thì mày nói mày có kinh nghiệm bẫy con chuột mà sao giờ mày bẫy tự nhiên cái bẫy nó bẫy được tay mày là sao? Vô bẫy. À vô bẫy hả? Hồi nãy mày nói mày định hướng dẫn cả nhà mà. Hướng dẫn kiểu vậy ai mà chấp nhận được. Bẫy nó bị méo. Bị méo quá hả? Chô. Còn mày nhá. Nếu mà bẫy thì... Nếu mà cái tay ai nó hơi mềm mềm bẫy được chắc bị trật luôn. Xem thử có tập ép không? Tập ép. Chô, cả nhà coi là tập ép luôn. Chô, tội quá. Tập ép tay luôn. Nếu mà cả nhà không có kinh nghiệm thì cả nhà đừng làm theo nhá. Làm theo kiểu dễ thì tay lại tập ép nữa. Đó quá, cả nhà. Người thấy tay tôi tập ép không? Nếu mọi người thấy tay tôi tập ép là mọi người lại và đăng ký kênh cho nó. Bây giờ thì A xã bẫy tiếp đi, xong rồi mình sẽ đi tiếp. Bây giờ thì bẫy còn mấy cái bẫy xã? 2. Giờ còn mấy cái bẫy đây? 5 cái bẫy không? 1 2 3 4 5. Bùi Tuấn mang 6 cái bẫy luôn cả nhà. Nên là bẫy được một cái bẫy rồi, còn 5 cái bẫy nha. Chứ bẫy bây giờ thì A xã bẫy xong cái này mình đi kiếm chỗ khác mà con chuột hay ăn thì mình bẫy đấy. À, cứ bẫy từ từ thôi. Nếu mà bẫy kiểu vậy nó trúng tay hư hết tay luôn. Nãy thì tay đã tập ép rồi. May là cái bẫy này nó nhỏ, nếu mà cái bẫy lớn thì trúng kiểu vậy thì chắc là tay mày không còn nữa đâu A xã ơi. Đấy. Người coi và rút kinh nghiệm ấy. Đấy. Bây giờ thì kiểu vậy xong rồi đúng không? Bây giờ xong rồi, bây giờ mình đi bẫy tiếp đi. Giờ bẫy còn 5 cái bẫy mà. Đi tiếp. Chào.